Xin chào tất cả các quý vị đang xem livestream ngày hôm nay. Ngày hôm nay Emily xin phép không giao lưu, mà cái livestream ngày hôm nay của Emily chỉ mang tính chất đó là khoe đồ. Rất là hữu duyên các bạn ạ, các quý vị ạ. Thật sự rất hữu duyên luôn. Emily tạo được một cái ché tại Đức Cơ Gia Lai. Đấy, Đức Cơ Gia Lai luôn nhé các anh chị nhé. Thì đây là một cái ché rất là đẹp và mang một cái giá trị về tinh thần thực sự to lớn. Đấy, ở phần bụng của ché thì có màu vàng này, rồi phần cổ thì có màu xanh rêu. Đấy, thì hoa văn ở trên cái ché này đó chính là hoa văn phục húc. Như các ca quý vị đã biết thì phục đó là mang một cái hình ảnh của một người phụ nữ, xinh đẹp đúng không ạ, lộng lẫy. Còn húc là tượng trưng cho sự quyền thế này, đó, sự tài năng, tài giỏi, và đặc biệt là tượng trưng cho sự hiếu thảo của một người con. Đấy, thì hình ảnh phục cúc là đỉnh cao của sự hiếu thảo, thể hiện ở cái việc là đó là một người phụ nữ vô cùng tài giỏi, làm rạng danh gia đình, làm rạng danh dòng tộc, đất nước. Đấy, bằng cái tài năng của chính mình, bằng cái sắc đẹp của mình, và thể hiện một cái ý nghĩa vô cùng to lớn đúng không quý vị ạ? Rồi, đây là một cái ché lành tích. Đấy, năm tay, có năm tay. Và đặc biệt ở bên trên này thì có một cái vết tích của thời gian, dấu tích của thời gian. Đó, rất là đẹp luôn. Và chiều cao của cái ché này thì tầm 60 phân. Đấy, chiều cao tầm 60 phân. Đấy, rất là đẹp luôn và em đi cực kỳ thích. Cho nên là em đi sẽ không giao lưu cái ché này mà giữ cho riêng mình. Đấy, hôm nay cái video ngày hôm nay thì em đi chỉ mang tính chất là khoe thôi, tại vì em đi thực sự rất là thích cái hồn của cái ché này. Đấy, hữu duyên lắm thì em đi mới sở hữu được cái ché này, và em đi chỉ muốn khoe như thế thôi ạ. Và ngoài những cái đục cổ vật, những cái đồ cổ mà em đi sưu tầm từ, thì bên Tinh Lăng Tây Nguyên còn có những cái sản phẩm chủ đạo như là sâm ngọc linh này, đấy, rượu đinh lăng này, ba cái tím này, đầy đủ sản phẩm. Sâm ngọc linh trị giá 1.500.000 đồng một hộp này, ba cái tím và rượu đinh lăng mỗi chai trị giá 250.000 một hộp. Thì các anh chị, các cô chú nào có nhu cầu muốn sử dụng rượu bên Tinh Lăng Tây Nguyên thì hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0935 029 429. Một lần nữa em xin được cảm ơn và chào quý vị ạ.